Xin chào tất cả các bạn nha, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nha. Vào ngày 1 tháng 8 mình có một cái video hướng dẫn các bạn tham gia chương trình để góp nhận 6 token có ký hiệu là ENO nè các bạn. Thì dự án này nó cũng đã gửi về email cho tất cả các bạn nha các bạn. Rồi, thì sau khi các bạn nhận được cái email này thì các bạn cần copy với các bạn link mô tả với video mình. Các bạn mở link form ra để khai báo tài khoản của mình nha các bạn, để xác minh tài khoản của mình nha các bạn. Thì dòng đầu tiên các bạn đi địa chỉ email của tất cả các bạn. Rồi dòng thứ hai thì các bạn điền địa chỉ với MetaMask nè. Thì các bạn dùng địa chỉ ETH của tất cả các bạn nha các bạn. Siêu này dùng địa chỉ này là tôi mang. Khoan các bạn chạy xíu các bạn. Rồi các bạn sao chép địa chỉ với MetaMask ETH của tất cả các bạn lại nè. Rồi sau đó các bạn điền lại username tại Twitter của tất cả các bạn nha các bạn. Rồi tiếp tục các bạn điền vào username Telegram của tất cả các bạn nha các bạn. Rồi sau đó các bạn bấm gỡ list xong. Rồi sau này có thông tin phân phối hay là list sàn hay là nó có yêu cầu gì thêm, mình sẽ làm một cái video tiếp theo cho các bạn nha các bạn. Vậy video mình đến đây cũng kết thúc. Mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo của mình nhé.